trước tiên tôi chào anh và tôi chào cộng đồng mạng. Yeah. Thì thật lòng ra mà nói á, đừng có chúng ta nên nó là khoan suy nghĩ về vấn đề tiêu cực về hoàn cảnh của người của anh Thu với bé Tiên. Thì chúng ta đây chúng ta nhìn qua cái màn ảnh nhỏ thì thật sự chúng ta cũng chỉ nhìn nhiều ở màn ảnh nhỏ thì nó cũng là không nói lên hết được cái sự thật hay là cái tâm cái tính của anh Thu đâu, không kết luận được đâu. Mà chúng ta cũng chỉ nhìn vào trong 5-3 ngày thì chúng ta cũng không hiểu. Nhưng mà ở đây chúng ta giả định cái người cha này dạy vậy là A, B, C với đứa con mình. Thì bây giờ mình nói thẳng luôn là nếu mà ảnh làm xấu như vậy thì đứa con ảnh là nó có chấp nhận hay không? Nếu nó không chấp nhận thì nó vùng vẫy nó chạy đi. Thì anh Thu này có chạy theo được không bà con? Ảnh đi bằng đôi nạng gỗ mà. Thì như vậy ảnh có muốn thực hiện thì cũng khó đó. Thành ra là cái điều kiện đó là tôi thấy rằng là ở đây chúng ta khoan nhìn và chúng ta cũng nói như vậy nè, trong cái xã hội chúng ta hãy lấy một cái sự đa số để cho chúng ta là nhìn cho nó được thật khách quan. Ở trong xã hội này hàng nghìn người cha đó là không vợ nuôi con mồ côi, nuôi con vợ bỏ rồi đó là cũng vẫn nuôi vẫn ở chung nhà, rồi những người con gái đó lớn lên cũng thành danh thành tài là thưa cùng bà con và anh, đó là rất nhiều hoàn cảnh đó. Người cha nuôi con gái là vậy, nhưng trong xã hội thì có một vài phần tử nhỏ tí trong xã hội thôi. Trong một cái đất nước 90 triệu dân này thì lâu lâu chúng ta nghe một cảnh, chứ chúng ta không nghe tới là 5-10 cảnh đâu. Ở đó chúng bà con nhìn đi, trong một năm trời 365 ngày chúng ta nghe được bao nhiêu hoàn cảnh là người cha là xâm hại con. Đó do đó chúng ta là nhìn về cái góc độ là nhân văn, và trong Phật học cũng nói có trong tâm mình có Phật là mình nghĩ ra Phật, còn nếu tâm mình mà không phải Phật thì mình suy nghĩ ra những cái chuyện không phải Phật. Ở đây là tôi chỉ nói một cách là khách quan. Và chúng ta là tại sao tôi đem cái hình ảnh mà triết lý nhà Phật chúng ta nói, thì đó là những cái vấn đề nhân văn, vấn đề đạo đức của con người, mà là cái đó là cái nền tảng của chúng ta và cái xã hội chúng ta cũng vậy, cũng nhân văn và cũng đạo đức. Và cái vấn đề mà chúng ta cảm nhận, ví dụ giả định đi, tôi là thích màu xanh, anh là thích màu vàng, không rồi bây giờ mà chúng ta gặp lại màu trắng màu đỏ thì chúng ta không ưa rồi, nên chúng ta có kết luận tại màu đỏ chói mắt quá chứ màu xanh thì mắt quá. Nhưng mà cái người họ thích màu đỏ họ lại nói là rực rỡ, là cái sự là ánh sáng, là niềm tin, là cái sự sức sống mãnh liệt đó. Do đó chúng ta cũng không nên là quyết định một cái vấn đề gì cảm tính cho nó theo cái cảm tính của mình, để rồi ra đưa ra một cái hậu quả cay nghiệt mà cái người tù 8 năm trời này đi ra đời với đôi bàn, với đôi nạng gỗ như vậy thì thật sự là cay nghiệt cho anh Thu. Và chúng ta, tôi cũng xin kể nhỏ một cái câu chuyện này. Chúng ta thấy những đứa bé nó đi học lớp 1, lớp 2, nó nói là 1 cộng 1 bằng 2. Thì mình hỏi nó, ủa lý do làm sao vậy con? Mà 1 cộng 1 mới bằng 2. Thì nó lấy hai cái que củi lại, nó nói đây là 1, là cộng thêm một que này nữa mới được là bằng 2. Nó cầm hai que củi lại. Thì đó mới là một cái nền tảng cơ sở thực tế nhất để biện chứng cho cái vấn đề 1 cộng 1 thành 2. Còn ở đây chúng ta cảm nhận thì thật sự ra nếu nói vấn đề cảm nhận thì xin thua, không thể nào chúng ta kết luận được. Và ở đây ở sống ở một cái xã hội này văn minh và thượng tôn pháp luật thì chúng ta cũng phải nên dựa vào những cái cơ sở, những chứng cứ đó để chúng ta kết luận là ông A ức hiếp ở bà B nó phải có những cái dấu hiệu gì mà có người thứ ba, người thứ tư nhìn thấy hoặc có camera hình ảnh thì chúng ta kết luận. Còn vấn đề như thế này thì tôi thấy là thật sự ra mà nói ấy, chúng ta không nói thì chúng ta là xã hội cũng không chê chúng ta, mà chúng ta nói thì để được cái nhân văn, được cái vấn đề gọi là cái nhân lý ở đời. Còn chúng ta nói để mang lại cho người khác một cái nghiệt thì rõ ràng là cái oan tình đó sẽ không được là phôi pha rồi là anh Thu anh sẽ cúi đầu mà nghe lời lầm lỗi thôi. Chứ còn thật sự giờ bây giờ anh phản kháng gì? Thưa cùng bà con, như thế này tôi nói quá nhiều. Họ hoàn cảnh như vậy, bây giờ họ đòi hỏi họ phải xây dựng hay là thuê một căn nhà phải là 2 phòng, phải có sự cách biệt,
Nhưng mà rồi nói chung rối với những ý kiến mà hồ đồ thì người ta vẫn kết luận được, cái nhà đó tối đóng cửa lại, rồi anh này từ phòng này chạy qua phòng kia rồi sao. Đó là những cái tư tưởng cực đoan. Nhưng mà ở đây chúng ta mong một cách gọi là nhìn vào, chúng ta thấy những cái đồng tiền có nhiều đầu tiên nhất, nếu một người cha dị kỹ có thú tính thì người ta lo cho bản thân người ta, chứ người ta không lo cho đứa con gái này đâu ạ. Và đâu đó cái vấn đề mà đã nói con người mà thú tính thì họ không có cái lòng tự trọng của họ. Thì điển hình như sao giờ anh Thu anh không nhận cái phần đất của người chị đã cho mình. Đó đó là cái tôi nghĩ rằng là cái giá trị nhân văn ở con người anh Thu có. Nhưng mà vì người ta nghèo quá, bây giờ người ta không thực hiện được cái ước mơ người ta. Đó rồi chúng ta lại thấy là anh Thu không nói được mà chưa thấy làm được. Thì đó là một cái vấn đề là hạn chế ở anh Thu. Và cũng mong ý kiến của cộng đồng mạng là có đầy nhân văn. Chúng ta buông ra một lời thì nó sẽ xảy ra hai cái vấn đề hậu quả sau này. Ví dụ giờ mình nói là vậy thì lớn lên con gái anh Thu nó hưởng được cái lời nói gì, cái hậu quả của chúng ta. Rồi trước mắt chúng ta anh Thu sẽ hưởng được cái hậu quả lời nói chúng ta là gì. Mà trong khi đó trời ơi, người ta đã là đôi chân nó là đã bị què quặt rồi bà con. Đó đó là tôi cũng mong cái xã hội có một con mắt nhìn thật là sự thấu đáo và đầy nhân văn. Mà ở đây tôi không phải là che lấp về cái vấn đề là tội lỗi của một người khác, nhưng mà ở đây những tình tiết mà nói người cha này gây nên tội lỗi thì chúng ta chưa thấy đâu nghe bà con. Đó là chỉ là một trong những đó là những con sâu một ruộng ở trong cái xã hội này, chỉ gọi là một con vài con sâu. Còn đại đa số người cha nuôi con gái thành danh thành tài là cái chuyện thường của xã hội này à. Và đâu đó là các chương trình của nhà nước, đài truyền hình thì người ta cũng vẫn nêu cao được cái tinh thần đó. Và mời anh có ý kiến ạ. Dạ, thì con thấy thì đa số là ủng hộ cho con của anh Thu và Bé Tiên thôi. Nhưng mà có một số người, người ta vẫn có một cái chút thành kiến. Và họ nói là cái việc bây giờ anh Thu lên tiếng là xin căn nhà là không đúng. Bởi vì anh Thu đi bán vé số 1.150.000 cũng vẫn có ăn được, tại sao lên xin căn nhà như vậy. Và họ cho rằng là cái việc giúp cho anh Thu là không cần thiết vào cái thời điểm này. Thì chú nghĩ thế nào về cái gọi là cái ý kiến này của khán giả chú? Dạ, nếu bây giờ mình nói như thế này nè, lên cộng đồng mạng xin, đó là người ta thể hiện một cái ước mơ của người ta. Xin là không, luật pháp không cấm nha bà con. Nhưng mà cái người cho hay không cho là cái quyền cái người có tiền. Mà bây giờ chúng ta nói giả định là anh YouTube ơi, anh có tiền nhiều quá, anh đừng cho anh Thu. Thì chúng ta lại thật sự là oái oăm. Chúng ta dạy cái người giàu, dạy người có tiền để xài tiền hay sao bà con? Người ta có tiền người ta cho. Cái cảnh nghèo khổ thật sự thì chúng ta cho đó là cái hành động nhân văn. Còn chúng ta mà ví dụ như cho những cái vấn đề thế lực này kia nọ là chúng ta là dùng tiền sai trái, đó là cũng có pháp luật trị. Còn ở đây chúng ta đừng nên mà dạy người có tiền cái cách xài. Cái đó là ngạn ngữ đã nói rồi. Thì do đó chúng tôi mạng phép là chỉ biết rằng là gì, những đồng tiền giúp đỡ anh Thu là những đồng tiền nhân văn, đạo đức và từ thiện. Nói gì thì nói, đó là chúng ta thấy anh Thu chúng ta thương không? Chúng ta thấy cái người què quạt và cái vấn đề là cái cuộc đời mà vạn lý của họ đã bị như vậy rồi. Thì chúng ta đồng tiền ai cho được anh Thu thì tôi thật sự là nghiêng mình để trân trọng cái tính nhân văn. Mà người Việt Nam chúng ta là gì, từ ngàn xưa rồi người ta nói, ngạn ngữ có câu mà bầu ơi thương ấy biết cùng. Đó là cái nhân văn người Việt Nam, và tôi nghĩ đó là cần phải lan tỏa trong xã hội đời này và đời sau, và mãi mãi cái nhân văn đó sẽ được lưu truyền. Còn nếu như chúng ta vì một cá nhân gì đó, vì một góc nhìn mà hạn chế của chúng ta để chúng ta kết luận cái chuyện đúng sai, sai đúng trong đồng tiền về dưới anh Thu á, thì rõ ràng chúng ta phá nát lại cái nhân văn mà nghìn năm cha ông ta đã gây dựng nên được cái tình thương là như vậy đó. Và mời anh ý kiến ạ. Dạ, khi mà cái trường hợp của anh Thu và Bé Tiên đưa lên cộng đồng mạng thì có hai cái luồng ý kiến, đa số là ủng hộ cho hai cha con và cảm thấy thương cái hoàn cảnh này. Nhưng cũng có một số người thì họ cũng có ý kiến trái chiều, và họ dùng những cái lời lẽ cũng cay nghiệt để mà nói về anh Thu. Thì con giả sử nếu như mà anh Thu có nghe được những cái lời đó cũng sẽ buồn, cũng sẽ chặn lòng, cũng sẽ tổn thương. Thì chú có một cái lời khuyên nào cho anh Thu trong cái thời điểm này không chú, để mà vượt qua những cái gọi là dư luận như vậy? Dạ, để là tôi cũng xin phép là anh và cộng đồng mạng, tôi gửi về cho anh Thu đôi lời. Thì là trong thơ ca cũng có nói cái câu, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn giữ như kiềm ba chân. Cái lòng dạ anh thương con anh của một cái người tù đó là hạn chế như vậy đó. Thì anh cố gắng phát triển lên và lầm lũi lên, phải là
vững bước trong cái vấn đề là cuộc sống. Chứ nếu bây giờ chúng ta dồn dập mà nếu anh Thu không vững bước á, thì cái hệ lụy nó xảy ra tôi nghĩ là nó tới hai án mạng à. Tại vì sao? Bây giờ bé Tiên cũng vậy, nó cũng có khả năng để tự nuôi sống nó không có. Rồi khả năng anh Thu quá thì buồn tuổi quá rồi đương cùng rồi bà con. À giờ là mình dồn riết thì cái gì cũng như cái bong bóng mà chúng ta bơm riết thì nó phình ra, riết đến một hồi nào đó nó vỡ rồi vụn vỡ ra thì chúng ta mới lúc đó mới nói tôi không ngờ hay là này kia nọ, giờ tôi mới nghĩ tới. Thì mong là cái câu chuyện là chúng ta nói trên cộng đồng mạng, chúng ta đừng nên nói là hạn chế nhất là cái vấn đề chúng ta phát biểu xong rồi chúng ta lên chúng ta nói là chúng ta hối hận, thì cái điều đó là tôi nghĩ rằng là mình nên tránh xa. Và nó đâu đó chúng ta vẫn gọi là thứ nhất là thượng tôn về pháp luật, là ý muốn nói lên cái tình tiết gì để chúng ta là kết luận anh Thu. Và cái thứ hai nữa là cái nhân văn là bầu ơi thương lấy biết cùng. Và cái thứ ba nữa, chúng ta đừng nên dạy cái người có tiền xài tiền. Người ta có tiền là người ta thông minh hơn mình rồi, do đó mình đừng dạy người ta và cái cách xài tiền. Đó là cái điều cấm kỵ. Và tôi cũng xin hết và xin cảm ơn anh ạ, và chào. Dạ rồi, con cảm ơn chú rất là nhiều nha.